Đây các bạn thấy đây là cái kết quả mà sau khi chúng tôi sửa cái sẹo xấu này đây. Đây các bạn thấy đây là kết quả này. Đây nó rất là cân đối đúng không nào? Thì tỷ lệ giữ da và niêm mạc nó phải như này. Đây niêm mạc giữ tối đa cho bạn đây nhé. Đây vào gỡ ra. Đấy gỡ dính các bạn thấy là rất là khó khăn. Đấy, khó khăn nhất là gỡ dính. Gỡ dính của cái vắt bao đầu cực kỳ là khó khăn. Đấy các bạn thấy đây. Nên kết quả thì nó rất là đẹp luôn. Ngoài gục nhìn nam 22 tuổi, bạn ấy bị một cái sẹo xấu bao quy đầu của bạn. Nó là cái sẹo xấu. Từ các bạn thấy là người ta đã cắt, bạn ấy đã cắt cái đây khoảng gần 15 năm rồi. Đấy nghĩa là cắt từ cái năm 9 tuổi. Đấy các bạn thấy không? Đây là lý do tại sao mà mình rất hạn chế cắt cho những cái bạn mà trong độ tuổi dưới 15 tuổi. Tại vì các bạn ấy, các cháu đang còn bé, nó chưa có ý thức được cái việc phẫu thuật. Đấy, nó lúc nào nó cũng nhiều khi là tiêm hoặc là các bạn tiêm vaccine, các cháu nó cũng khóc tù lum này rồi đúng không? Đấy, chưa kể là cái việc mà cái chỗ cái dân vật nó rất nhạy cảm các bạn, cái việc mà thay băng cực kỳ khó khăn. Phẫu thuật thì nó rất là đơn giản. Đấy, nhưng mà cái lúc mà thay băng ấy, đấy thì bọn trẻ bao giờ nó cũng có việc dính sinh lý. Đấy, khi người ta gỡ dính ra nhưng mà không nong ra mà không lộ ra thường xuyên hàng ngày ấy, các bạn chỉ cần để 1 tiếng 2 tiếng nó lại dính lại ngay. Đấy, và nó thành ra như này được các bạn. Như này thì lại bắt buộc phải sửa rồi. Đấy, tại vì lớn nhất là về mặt thẩm mỹ thì nó rất là xấu. Đấy, thứ hai là nó tạo thành những cái khoang ở phía dưới da này. Đấy, nó sẽ gây nhiễm trùng. Anh thêm nữa là hai ba cái đầu trẻ con nó là sinh lý thôi. Trẻ con thì đẻ ra thì nó hơn 90% mà nó bị hẹp. Đấy, nhưng mà người lớn chỉ có khoảng 1-2% thôi. Đấy, nghĩa là hoàn toàn nó có thể nó tự nong lộn ra bình thường. Đấy, và chúng ta chỉ can thiệp khi mà sau độ tuổi dậy thì ấy, khoảng 15-16 tuổi đổ lên, lúc ấy nó nhận thức được rồi. Và thứ hai là nếu mà nó có hẹp đấy, thì nó sẽ chúng ta sẽ nhận biết được tỷ lệ nó thấp thôi. Hoặc nó dài quá thì chúng ta hãy cắt ở độ tuổi đấy. Còn dưới 15 tuổi chúng ta không nên cắt, trừ những trường hợp nó bất đắc dĩ, sơ hẹp mà đi đái nó khó khăn. Có những đứa nó cái quần nó lúc nào cũng trong tình trạng ướt thì người ta phải cắt. Đây các bạn thấy đây là cái kết quả mà sau khi chúng tôi sửa cái sẹo xấu này đây cụ. Đây các bạn thấy đây là kết quả này. Đây nó rất là cân đối đúng không nào? Thì tỷ lệ giữ da và niêm mạc nó phải như này. Đây niêm mạc giữ tối đa cho bạn đây nhé. Đây vào gỡ ra. Đấy gỡ dính các bạn thấy là rất là khó khăn. Đấy, khó khăn nhất là gỡ dính. Gỡ dính của cái vắt bao đầu cực kỳ là khó khăn. Đấy các bạn thấy đây. Nên kết quả thì nó rất là đẹp thôi.